Hello, chào mừng tất cả bạn đã trở lại với channel của Takimi. Và clip đầu tiên của ngày đầu tuần ngày hôm nay thì nói chung thì hôm nay cũng là ngày đầu tuần lại rồi. Một tuần chưa qua và một tuần mới bắt đầu, thời gian nghỉ Tết đã sắp đến. Cho nên mình cũng giúp anh em cố gắng đi học thật là tốt để chuẩn bị nghỉ Tết nha. Và nghỉ Tết thì tất nhiên là anh em sẽ xem clip của mình, ủng hộ cho mình rồi. Và hôm nay, rồi clip đầu tiên mình sẽ làm về nội dung mở trái quỷ cho một bạn cũng như là mở cho ạc chính của mình luôn. Hôm qua mình vừa đủ 3 giây nát quỷ thì mình sẽ mở luôn. Rồi, lời nói đầu tiên thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ. Rồi, xem clip của mình thì những cái thao tác quen thuộc ủng hộ cho mình thì clip nào mình cũng đều nói cả, đó là like video. Đăng ký kênh subscribe là ủng hộ mình. Like ở đây nè, subscribe ở đây và quảng cáo thì ở nằm đây và nằm đây rồi. Anh em chỉ việc click vào nữa là xong. Đơn giản lắm anh em ơi. Hãy click vì nó miễn phí, nó không mất mát gì cả, giá cũng mất gì cả. Rồi ok. Bây giờ thì mình mở cho cái bạn đầu tiên này. Bạn này thì có yêu cầu là khi mở trái quỷ thì hãy giấu tên chứ không có nói tên, cho nên mình cũng không có nói tên bạn lên luôn. Bạn này chơi bên 568 Play và nick thì 139, cấp 139 lực chiến là từ mình thấy nhạc nó hơi to rồi phải. Ok, mình thấy nhạc nó hơi to rồi, sao mình vừa chỉnh nhạc cho nó nhỏ lại xíu anh em cho nghe giọng của mình. Lực chiến này bằng lực chiến của admin. Lực chiến 2.2 và lực cấp thì 139. Bạn này thua mình tới 30 cấp nhưng mà lực chiến lại bằng mình, chứng tỏ rất là ghê gớm. VIP là VIP 8 nha các bạn. Ok, số tiền bạn nạp vào rồi là 7.420.000. 7 triệu, cũng khá là một số tiền nhiều đó chứ. Đây, bạn đang cưỡi chiếc Fancy Suit và tên Linh đi theo là Lesia. Mình sẽ kiểm tra tên Linh luôn. Một con Lesia, 3 con Đinh và một con Berry Berry. Rất nhiều, rất nhiều. Phần thưởng quá trời luôn. Ok. Rồi để mình coi coi túi đồ, mình cũng sâu tạm tạm cho bạn một ít. Ui sao giờ còn mấy cái đồ này nữa. Mấy cái đồ này bạn ấy còn giữ luôn nè. Vãi thật. Ok ok ok. 800 điểm chiêu mộ hả? Ngon. Rồi. Đây cái hết chơi game không? Không. Đâu. Lên chơi này chứ đâu có đang đánh liên minh. 29. Rồi mày biết có rồi không? Có thì tao đi, có hết cái này của tao rồi. Ok, bạn có 3 giây nắp quỷ nè, nhưng mà tinh hóa quỷ thì hết rồi. Nhưng mà mình nghĩ chắc là bạn đã ghép sẵn rác quỷ và cất trong kho rồi đúng không ta? Mình nghĩ là vậy. Ok, mình vẫn chưa thấy nó đâu hết. Nhưng chơi tính lừa mình nè. Ok, mình vẫn chưa thấy gì cả anh em ơi. Rồi ok. Ok, mình không thấy cái rác quỷ đâu cả. Mình bị trôn ra. Ok, tinh hóa quỷ không có thì làm sao mà ghép. Rồi ok, mình không biết là mình có bị trôn hay không, tại sao mình không thấy trái quỷ nào cả nhỉ? Mình kiểm tra lại một lần nữa coi. Tinh hóa quỷ không có. Túi trái quỷ cũng không có. Ok, không có. À đây 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 đây, 99.000 nè bạn. Rồi ok. Sorry bạn. Rồi bây giờ để mình coi đồng đội của bạn đã, coi bạn cần những cái trái gì mình mới mở mình lại ghép được chứ. Wow! Vật phong 3S cộng chuẩn bị lên 4S trừ hoàng kim à. Rồi, vật công là 3S trừ luôn, đồ rèn nhấp nháy, trái ác quỷ bỏ 3 thùy. Nhưng vật chính thì đã full trái ác quỷ rồi, không cần nữa. Ken thì không chơi nè, và Rotsura cũng có trái ác quỷ quá trời luôn. Đi phin luôn, lá trắng. Trời ơi, Kayasura thì không chơi. Lao của bạn thì cũng đã đủ hết rồi. Trời, thế này thì đâu cần nữa các bạn, mở cho vui thôi. Thuộc thể loại mở cho vui thôi các bạn ơi. Ok. Cảm ơn lớn, cái phải ôn dịch luôn nè. Trời ơi, ngon. Chơi cặp Berona Supra luôn nè. Mang là đá quỷ ngon không thì muốn gì nữa. Ok, đặc biệt là đấu trắng rất là mạnh nè. Lát nữa mình sẽ dùng cái ạc này mình đi chiếm thử phóng bản xem sao. Cũng như là càng quét đấu trường xem sao. Không biết là có được hay không, nhọng tầm cái tiết quái các kiểu. Thôi, gọi đây được rồi bạn ơi. Ạc này mở cho vui thôi, mình nói thiệt. À, mình sẽ ghép túi trái bệ sao nha. Rồi, cái bệ sao sao thường đi. Ok. Mình coi trong kho, có khi trong kho còn cất một số chất quỷ nữa. Ok, ở này mình kiểm tra rồi, không có trái bị sao. Rồi ok, mình mở ngay vào luôn đây. Mong là cũng được một cái trái gì đó lạ lạ đi. Chứ trái ngon thì cũng không cần rồi anh em ơi. Chỉ cần được trái lạ lạ là được. Ui, ui, lá trắng. Ui, cũng được. Thôi hiệu quả giảm sát thương. Rồi ok. Ặc này bạn ấy đưa cho mình giống như là mở cho vui thôi các bạn. Chứ chả có ý nghĩa gì cả, trái quỷ thật sự không có ý nghĩa vật này. Rồi, làm trận đấu trường cho anh em coi luôn nè. Top 6 đấu trường, từng là top 1. Ui trời ơi, hèn chi ạ. Kinh vãi. Bây giờ mình đánh thử cái top 5 nè. Top 5 cấp 155 luôn. Thôi mình rất là nhiều cấp. Mà không biết mình có đánh lại không nữa. Để mình coi coi. Ok, trận chiến rau trắng Bắc Đèo.
bên kia cũng không có rau trắng. Đây là một điểm lợi thế cho mình. Hóa đá đi, hóa đá được à, nhân vật chính nhưng mà nó miễn dịch luôn rồi, dễ quá. Mà cái mèo gì đang xảy ra thế này, gì mạnh vậy, bắn cái một chết hết tem đánh gì nữa. Mà ơi, mắt sao đỏ à, kinh đấy. Mình gặp phải hàng nóng rồi anh em ơi, thôi thôi thôi, bỏ, mình chơi ngu rồi, mình đã chơi ngu rồi. Đúng là top 5 có khác, mình top 6 rồi, chênh lệch một top thôi mà. Mạnh quá, sức mạnh quá, chênh lệch. Nói chung thì cũng cảm ơn bạn giấu tên nó rất là nhiều. Bây giờ mình sang con ạc của mình đây, để mình ghép trái quỷ và mình mở cho mình luôn. Ạc của mình cũng đang rất là thiếu trái quỷ. Ok, mình đã vô con ạc của mình đây. Nói chung thì mình cũng mới chỉ cập vào lần đầu tiên thôi, cho nên của ngày hôm nay thôi, cho nên cũng chưa nhận quà quyết gì cả. Mình đã quay lại nhận quà ngày thứ nhất rồi nè. Rồi, để mình coi vòng quay may mắn nên mình được cái gì nữa. Biết đâu mình có thể may mắn nhận được rừng gimbal nữa sao. Ôi dài được cái nguyên liệu đồ cam à, cũng khá là được ấy. Rồi ok, hình như ngày hôm qua mình chưa thu thập thì phải, hình như mình bị ngu người anh em ơi. Hôm qua mình chưa thu thập 15 lần ở đây mày. Trời, 5 lần 15 lần 15 mình thu thập được của mình cái này ngu vai. Thể loại mình là ngu người rồi. Để chiến nhiệm vụ hôm nay là gì đây, nhiệm vụ hàng ngày. Trời ơi cực quá, vẫn sắc à. Thôi dẹp luôn đi, bây giờ mình đi ghép chắc quỷ đó bạn. Ok rồi, đủ 3 gen rồi, bây giờ mình ghép thôi. Mình lại tiếp tục ghép ra túi trái bảy sao này, dù sao thì mình cũng còn rất là thiếu nhiều trái này. Ok, bằng trăm vàng mới cay vậy chứ. Ui giời ơi, đâu rồi, nó đâu rồi, nó nằm múc chỉ ở đây vậy, quách thiệt chứ. Hãy ra những cái ngon đi. Mà cái gì vậy, mình mở cho bạn cũng được lá trắng, mình mở cho mình cũng được lá trắng là sao? What, hôm nay là ngày của lá trắng à. Ok, hiệu quả giảm sát thương, mình mang cho rau trắng luôn cho rồi chứ để làm gì nữa. Trời ơi cay vậy. Có trà cá trà tri thức rồi nè, mình mở được cái này là mình mua giọng luôn quá. Cay vãi đây mày, sao toàn lá trắng thế này. Đắt lòng thật. Ok, 250 rồi các bạn. Ui trời, còn 50 trái rồi thôi là mình có thể thành công thu thập rồi. Ok, cố gắng thôi. Hôm nay không có bảo thủ Adam ta, mình đang rất là cần bảo thủ Adam để mình cống hiến cho đây. Chán thiệt, giờ mới được có 1k3, bây giờ mới đủ 37.000 rồi. Ok, hôm nay qua hai lần mở chắc quỷ cho một bạn như là của mình thì mình nhận ra một điều, đó là mình hay mở được cái hiệu ứng kép quá. Đức bồ lá trắng là có thật. Rồi ok, xùi vãi luôn. Đáng lòng được chứ anh em. Mình không biết tại sao mình lại mở hai trái giống nhau luôn á, nhưng mà thôi cũng được, lá trắng dù sao nó cũng rất là ngon. Được rồi, này mình tích lũy cứ để dần dần đi. Rồi làm nốt mấy cái trận đấu trường để mình hoàn thành luôn cái clip đầu tiên nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nói chung thì mình mở trác quỷ thì như vậy cũng đỡ hơn là được con nhện hay gì rồi, đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh với 176 này để mình giành cái top 61 có được không nha. Mặc dù mình biết là chắc là không được rồi đó, nhưng mà thôi kệ, cứ đánh xem sao. Ôi giời, ông nội tôi, nhân vật chính cái xe ke không được mà phòng quá trâu. Nhưng mà nhân vật chính này không phải là kỹ năng mạnh rồi. Trời, diêm beo mình đâm không thấm à, mình không thể tin được anh em ơi. Mà 84%, kinh quá. Cái xe ke được luôn à. Rồi xong tôi, hóa đá luôn rồi. Ui dài, hóa đá lần ba đứa, thơm ngon vậy. Rồi xong rồi, nó đấm mình cái chết luôn rồi. Chết luôn, mạnh vãi đi chứ. Không thể nào ăn nổi, cay thật. Ôi giời, hôm nay xui vãi, mở chắc quậy là xui, đánh phát bả, đánh đất trường cũng xui nữa. Không còn gì mà xui may mắn hơn luôn á. Rồi ok, thôi chịu thôi anh em. Hôm nay thứ hai nó lại mở là chuyến cuối nè, khi nào rảnh mình sẽ đi. Bây giờ mình coi có gì làm cho nốt clip luôn đã. À, ok, trong thì những cái clip ngày hôm nay mình sẽ up vào khoảng 9:30, 10:30, 11:30 và 12:30. Anh em nhớ đón xem đầy đủ và ủng hộ cho mình nha. Clip này mình làm ngắn gọn thôi. Quỷ hai tạc hôm nay chắc là nhận được rồi chứ. Chưa nữa, ngày mai, ngày mai trong 24 giờ.
mai mình nhận được thêm 250, cũng chả đáng bỏ bèn gì. Ok. Rồi, ok, cũng khá là xui các bạn nhưng mà thôi bị chịu thôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Nhớ like video, subscribe ủng hộ cho mình. Like đây, subscribe đây, và quảng cáo là nằm đây và nằm đây ra. Đem chỉ việc kích vào là xong, quảng cáo Tết. Sắp tới Tết rồi cho nên quảng cáo Tết khá nhiều ấy. Rồi, ok, chúc anh em một ngày vui vẻ, đi học thuận lợi nha.